Xin chào anh chị và các bạn. Đã rất lâu rồi Thắng không có ra video mới trên kênh của chúng ta. Vì vậy nên là video ngày hôm nay sẽ hơi dài một chút. Anh chị và các bạn có thể chuẩn bị cho mình một ly nước, hoặc là kiếm một cái chỗ ngồi nào đó nó có thể ngồi lâu được, để Thắng và anh chị và các bạn trao đổi và chia sẻ một cái chủ đề nó khá là dài, xoay quanh các cái lĩnh vực đầu tư. Và chúng ta ngày hôm nay thì sẽ tìm hiểu kỹ hơn những cái lý do, những cái nguyên nhân khiến cho cái thống kê hiện nay trong cái tỷ lệ đầu tư thì cái tỷ lệ thành công nó là rất thấp, thì nguyên nhân nó đến từ đâu. Thưa anh chị và các bạn, là trong một cái thời điểm mà thị trường chứng khoán thì tăng rất là nhiều, hồi phục từ vùng 650 mà ngày gần đây thì hôm qua đã lên tới 1066, và trong các kênh đầu tư khác, lấy ví dụ như vàng cũng là một trong những kênh đầu tư khá là tốt trong năm 2020, đem lại cái biên lợi nhuận gần 50% cho anh chị và các bạn. Rồi chúng ta có thể biết tới các cái kênh đầu tư như bất động sản trong suốt cả 30 năm chiều dài thị trường bất động sản của Việt Nam kể từ năm 1990 tới nay, cũng như là mấy năm trở lại đây, đặc biệt là cái chu kỳ 2014-2016. Thì tất cả những gì mà Thắng vừa trao đổi và chia sẻ thì đều là những cái thời điểm rất là tốt cho các cái kênh đầu tư, và hiện nay thì nó phổ biến ở Việt Nam, đó là thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường vàng. Thì những cái thời điểm như vậy thì các cái kênh đầu tư này nó đem lại cái tỷ lệ sinh lời rất là cao cho nhiều nhà đầu tư. Và khi nói được về cái tỷ lệ thành công cho đầu tư thì chắc có lẽ nhiều anh chị và các bạn sẽ phản bác rằng là nó có cái gì đó nó chưa có phù hợp lắm. Bởi vì chúng ta thấy được rằng là theo cái số liệu thống kê của rất là nhiều các cái đơn vị làm cái tham khảo thống kê trên toàn thế giới, thì thị trường chứng khoán là một trong những kênh đầu tư khó nhất. Nó có tỷ lệ thành công nằm ở khoảng tầm từ 5-10%, còn từ 90-95% là tham gia là đều thất bại. Vậy nguyên nhân tại sao nó lại như vậy? Thị trường bất động sản thì trong suốt chiều dài 30 năm trở lại đây của Việt Nam thì gần như là năm nào cũng có một cái tỷ lệ tăng khá là tốt tính theo tỷ lệ trung bình. Nếu như tính cục bộ từng năm cụ thể thì có những năm tăng rất là nhiều, và cũng có một vài trong số đó thì đi ngang, có suy giảm một chút ít, không đáng kể. Do đó thì cái tỷ lệ thành công trong cái việc đầu tư bất động sản thì nó rất là cao, nó nằm ở khoảng tầm từ 30-50%. Nhiều người thì lầm tưởng rằng là đầu tư vào bất động sản thì chắc thắng, 90-95% là thành công. Trên thực tế thì nó không cao như vậy, mà nó chỉ nằm ở đâu đó khoảng 30-35% là thông thường. Còn ở một số khu vực thì nó nằm ở tầm 40-45%. Thị trường vàng thì trên thực tế mà trong suốt cả một cái chiều dài hàng trăm năm của thị trường vàng miếng trên thế giới, các quỹ đầu tư, các cái tổ chức kinh doanh vàng lớn trên thế giới thì có thống kê rằng thì bản chất đầu tư vàng miếng thì nó không đem lại cái biên lợi nhuận cao. Về cơ bản thì vàng miếng nó chỉ đóng vai trò, nó là cái kênh trú ẩn giảm thiểu cái sự mất giá của đồng tiền. Và trong lịch sử hàng trăm năm qua của thị trường vàng thì chúng ta thấy được rằng là cái bảo toàn về cái giá trị đồng tiền rất là tốt. Nếu chúng ta nhìn lại khoảng nửa cuối năm 2020, đầu năm 2001, thì chúng ta thấy được rằng là giá vàng ở trên thế giới nó chỉ nằm ở đâu đó khoảng tầm 400-450 đô trên một ounce, và quy đổi ra thì giá vàng ở Việt Nam nửa đầu năm 2001 thì nó nằm ở khoảng từ 9 triệu rưỡi tới 10 triệu đồng trên một cây. Thì với cái câu chuyện mà chúng ta quy đổi như vậy thì chúng ta thấy được rằng là tại thời điểm đó, ví dụ một miếng đất có cái giá trị là khoảng tầm 20 cây vàng, nó tương đương với khoảng tầm 200 triệu. 20 cây vàng thì mỗi cây là khoảng 10 triệu, 20 cây vàng là khoảng 200 triệu. Thì hiện nay thì với cái sự quy đổi tương đương như vậy thì một miếng đất có cái giá 20, gọi là gì, 20 cây vàng thì tương đương với khoảng tầm 1.2 tỷ, thì nó cũng là một cái mức tăng khá là tốt so với lại thị trường bất động sản nếu chúng ta quy đổi. Vì vậy nên hai cái kênh đầu tư, thực ra chúng ta đầu tư vào vàng hoặc là đầu tư vào bất động sản, thì nếu xét về mặt dài hạn thì nó có tính chất tương đương, và cái tỷ lệ thành công trong cái lĩnh vực đầu tư vàng thì nó cũng chiếm một cái tỷ lệ khá là tốt, nằm ở khoảng tầm từ 30-35% với những người đầu tư gọi là rất dài hạn.
Những người đầu tư trung hạn thì tỷ lệ nó thấp hơn. Lý do là trong các cái khoảng thời gian từ 5 tới 10 năm thì các cái biến động của thị trường vàng nó theo một cái chu kỳ rất là dài. Là ví dụ như hai chu kỳ gần đây nhất đó là giá vàng từ năm 2000 tới năm 2011, sau đó từ năm 2011 tới tận năm 2013, 14 thì là nó suy giảm, và bắt đầu từ năm 2000 đến tận năm 2014 thì bắt đầu mới tạo đáy và tăng mạnh vào năm 2017, 18, 19, đặc biệt là năm 2018, 2019, 2020. Mấy năm trở lại đây thì giá vàng như vậy là đã là khá là tích cực rồi và đang vào cái xu hướng tăng. Thì để đưa qua và nhìn thấy được cái tổng quan trong khoảng 5 phút như vậy thì anh chị và các bạn sẽ thấy được rằng là cái việc đầu tư, tham gia định lĩnh vực đầu tư thành công hay thất bại thì cái nguyên nhân chủ chốt nó phải đi đến từ cái câu chuyện đó là chúng ta lựa chọn một cái kênh đầu tư nào mà nó có cái khả năng thành công cao. Khả năng thành công cao. Và từ cái khả năng thành công cao, xác suất thành công cao như vậy thì chúng ta dễ dàng hơn trong cái câu chuyện đó là đứng vào cái nhóm của những người có cái khả năng thành công. Vậy nên không phải vô lý mà rất là nhiều các nhà đầu tư trên thị trường cũng như là những người rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính hoặc là hiểu biết về cái lĩnh vực đầu tư thì phần đa chúng ta đều tham gia cái hai cái lĩnh vực đó là thị trường vàng và thị trường bất động sản. Còn thị trường chứng khoán thì hiện nay thì tổng lượng cái tài khoản active trên thị trường thì nó khoảng đâu đó hơn 2 triệu người thôi, 2 triệu cổ phần thôi, 2 triệu tài khoản thôi. Còn lại thì tổng mà toàn thị trường mà số có các tài khoản nhưng mà không giao dịch, kiểu như là chủ tịch hội đồng quản trị, cán bộ công nhân viên bắt buộc phải mua cổ phần khi mà mở công ty cổ phần hóa, hoặc là một số anh chị em và các bạn tham gia có tài khoản nhưng mà vì một lý do gì đó không nằm trong cái 5 đến 10% có kết quả đầu tư thành công thì đã rời bỏ thị trường. Hiện nay thì tài khoản vẫn có nhưng mà nó đã gần như là không giao dịch và được xếp vào cái dòng tài khoản gọi là không active. Như vậy thì nó nằm ở khoảng toàn thị trường chưa tới 10 triệu tài khoản. So với cái tổng số dân Việt Nam thì nó khoảng 10%, so với cái tỷ lệ mà những người trưởng thành thì nó nằm ở đâu đó khoảng tầm 15-17%. Còn tài khoản active thì nó chiếm tỷ lệ rất là thấp, 2 triệu tài khoản trên tổng số gọi là hơn 100 triệu dân Việt Nam thì nó khoảng 2% thôi. Nên là những cái kênh đầu tư khác thì chúng ta thấy nó phổ biến hơn. Ví dụ như là bất động sản thì rất là phổ biến, bởi vì gần như là ai trong chúng ta ngoại trừ một số trường hợp là hiện nay chưa có thể tậu được cái nơi để ở, chưa có nhà để ở, chưa có cái chỗ để mà sinh sống, nhưng mà cha mẹ chúng ta ở đâu đó ở các vùng quê thì phần lớn chúng ta đều có nhà, có đất, có bất động sản. Và vàng thì cũng vậy, ai trong chúng ta cũng gần như có một chút vàng. Vàng mà rất là đơn giản mà dễ nhìn thấy nhất đó chính là cái nhẫn. Cái nhẫn khi chúng ta cưới xin. Đây không phải là cái điều vô lý mà lịch sử cả hàng nhiều năm ông bà ta đã có câu là tích lũy mua gom hoặc là mua vàng bỏ ống. Nó là cái mà ông bà ta đã từng làm. Và cũng không phải vô lý mà cái vàng nó được dùng, anh chị và các bạn và nhiều người được dùng để tặng quà và tặng những cái vật phẩm khi mà có lễ cưới, có những cái đợt gọi là liên hoan giao lưu thì họ phần lớn là vàng, và người ta cũng thường hay ví von rất là nhiều thứ ngoài xã hội kia đó là quý như vàng. Thì vàng thực sự nó đóng vai trò rất là quan trọng và nó cũng khá là phổ biến trong nền kinh tế xã hội, chỉ là chúng ta bị cái chu kỳ của nó phớt lờ, và một trong số những cái chu kỳ nó kéo rất là dài. Nó dẫn đến chúng ta có tâm lý và đưa ra một cái câu châm ngôn, nó là mua vàng thì lỗ mà mua thổ thì lời. Thực tế mà nói thì hai cái kênh này nó giống nhau. Vậy chúng ta xoay sang một cái chủ đề mang tính chất gọi là chuyên sâu hơn một chút, nói sâu hơn tại sao mà thị trường chứng khoán, kênh đầu tư tài chính nó lại có một cái tỷ lệ gọi là đầu tư và kinh doanh nó thấp. Tỷ lệ thành công nó thấp, chỉ nằm ở khoảng tầm từ 5% tới 10%, nó là rất là cao rồi trong những thời điểm rất là tốt. Còn phần lớn thì tính trung bình thì nó nằm ở khoảng tầm 3.8-3.9%, gần 4% thôi là thành công. Và câu nói rất là phổ biến trong cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán, nó giống như cái thời kỳ mà gọi là bộ đội đi chiến tranh ấy, vào chiến trường ấy, gần như là chỉ có cửa vào không có cửa ra. Thì đầu tư chứng khoán và đầu tư tài chính nó cũng tương tự như vậy. Lớp lớp người đi ra biên thùy, phần lớn những nhà đầu tư trẻ, những nhà đầu tư mới tham gia thị trường tài chính thì đều mất tiền. Và cái kết cuối cùng thì đều có một cái mong ước chung, đó là ước gì chúng ta không tham gia cái lĩnh vực này.
Đây là thực tế nó đã diễn ra, không phải là chỉ ở Việt Nam mà nó diễn ra trên toàn thế giới. Phần lớn các nhà đầu tư thì đều bị mất tiền. Phần lớn những nhà đầu tư, đây là thống kê chung chứ không phải là riêng gì nước nào, và đặc biệt là các cái nước thì các cái nền kinh tế mới nổi, là các thị trường mới nổi thì tỷ lệ này còn cao hơn rất là nhiều. Nếu tính chung trên thị trường thì những cái người mà có cái độ tuổi mà từ 85 trở lại, như 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 admin trở về trước, thì gần như bây giờ số lượng còn tồn tại trên thị trường là rất thấp. Phần đa là đã bị thua lỗ và không còn mong muốn quay lại thị trường. Một vài trong số đó thì rất ít là vẫn còn có thể tham gia thị trường, nhưng mà ở cái góc độ ẩn danh, bởi vì là họ không muốn xuất hiện trên thị trường, và rất rất ít thì hạn hiểu trong cả hàng nghìn người thì có một vài người thành công. Thì khi họ thành công rồi thì họ đã không còn xuất hiện trên thị trường nữa. Trong cái lĩnh vực mà cái tỷ lệ mà xác suất thành công thấp, thì đương nhiên những người mà có thể vượt lên và thành công thì là rất cao, rất cao, thành công rất lớn. Tôi lấy ví dụ như là mua bán vé số chẳng hạn, hàng triệu người mua thì chỉ có một vài người trúng. Thì rõ ràng cái tỷ lệ mà nếu một người trúng vé số thì cái giá trị tài sản trúng được là rất lớn, với một tờ vé số lên tới vài tỷ, thậm chí là một cái lốc vé số thì lên tới hàng chục, thậm chí là vài chục tỷ. Vậy thì chứng khoán cũng vậy, có 5% người thành công thôi, đầu tư tài chính có 5% người thành công thôi, nên khi thành công là rất lớn, cực kỳ lớn, và nó là cái khoản tiền gọi là hội tụ tích lũy của những người rời bỏ thị trường, mất mát trên thị trường. Vậy nên là những người thành công được báo đài và các phương tiện truyền thông nói đến rất là nhiều, và được vinh danh, thể hiện ra một cái câu chuyện, nó là cái thành quả đầu tư trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán là vô cùng cao, rất cao là đằng khác. Vậy thì vô lý quá, rất là vô lý khi anh chị và các bạn thấy được rằng là rõ ràng là trong khoảng tầm, nếu xét về cái thực tế hiện nay nó đang diễn ra, thì kể từ tháng 3, đầu tháng 4 năm 2020 đến nay, phần lớn chúng ta tham gia đầu tư chứng khoán đều thắng. Như vậy là cái tỷ lệ thành công mà theo cái thống kê như vậy là không đúng, đúng không ạ? Nếu chúng ta chỉ nhìn ngắn như vậy thôi, trong cái khoảng thời gian một vài quý, chúng ta thấy là rõ ràng là phần lớn chúng ta tham gia đều thành công. Vậy là lý do nào mà trong cái thống kê chung và dài hạn thì lại là có 5%? Thưa anh chị và các bạn, đây cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta phải hiểu rõ là nếu đi trên cái đường trường của thị trường, chúng ta hoàn toàn có thể mở một cái biểu đồ thị trường chứng khoán ra. Thì chúng ta thấy được rằng là rõ ràng chúng ta với ví dụ như chứng khoán của Mỹ chẳng hạn, trong vòng 10 năm trở lại đây thì nó có một cái xu hướng tăng. Thì cái tỷ lệ thống kê như vậy nó cũng không đúng, nó vẫn là tăng trung bình tăng. Vậy mỗi năm trung bình tăng, tôi lấy ví dụ như từ năm 2009 đến nay thì thị trường chứng khoán Mỹ tăng từ 7.000 điểm. Ví dụ như chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng từ 7.000, mà như ngày hôm qua là đã vượt 30.000. Như vậy là đã tăng khoảng tầm 3 lần trong vòng 10 năm, hơn 10 năm. Vậy thì chia trung bình thì nó rất là tốt. Tại sao lại có cái tỷ lệ thống kê như vậy? Thì kéo dài hơn một chút xíu nữa thì nếu 20 năm thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có những cái xu hướng suy giảm ngắn hạn tức thì. Và tại những cái thời điểm bắt đầu có cái khuynh hướng suy giảm ấy, thì nó có cái giá trị và cái khối lượng giao dịch rất là lớn. Đây là một trong những câu chuyện mà nếu anh chị để ý kỹ thì chút xíu Thắng sẽ giải thích kỹ hơn cái chỗ câu chuyện này. Nhưng để quay lại cái câu chuyện là vậy, ngắn như vậy thì vẫn có tỷ lệ thành công cao, đúng không ạ? Trong cái khoảng thời gian ngắn thì tỷ lệ thành công cao, nhưng mà thực tế nó cho thấy thì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy thị trường khi thị trường đã diễn ra, tức là chúng ta nhìn thấy được cái xu hướng cụ thể, bởi vì chúng ta nhìn thấy đáy và chúng ta nhìn thấy được cái khoảng thời gian tăng. Còn khi chúng ta tham gia thị trường thì rất khó để có thể anh chị phát hiện ra được là khi nào thì chúng ta có thể biết được rằng nó là đáy. Ví dụ như bảo là 650 là đáy thị trường và tất tay mua vào thì thực sự là rất khó. Khẳng định với anh chị và các bạn như vậy, với những người đầu tư dài, thời gian gắn bó với thị trường lâu thì sẽ hiểu được rõ nét hơn cái trải nghiệm này. Còn lại thì những người mới tham gia thì vì một cái yếu tố may mắn nào đó thì họ sẽ cảm thấy nó chưa đúng đâu. Nhưng để từ từ thì họ sẽ trải nghiệm và có những kinh nghiệm thực tế đủ dài thì họ sẽ nhận ra cái điều này. Do đó thì với nhiều người thì phần lớn trong quá trình tham gia một cái xu hướng tăng của thị trường thì thường là chia đều mỗi người một chút. Vậy với cái việc tỷ lệ tăng của thị trường, lấy ví dụ một cách giản đơn trong cái giai đoạn khoảng tầm từ tháng 4 năm 2020 tới nay, tức là đây bây giờ đang là tháng 12, vậy 8 tháng tăng điểm của thị trường vừa qua thì với cái mức tăng khoảng tầm gần 70%, thì trung bình những người tham gia kiếm được cái mức lợi nhuận nó nằm ở khoảng đâu đó từ 20 tới 30%, đã là rất là tốt rồi. Người nào giỏi lắm
Trong số đó cho rằng là kiếm được khoảng tầm 40 tới 45% trong cái đoạn vừa qua. Thì rõ ràng là rất là cao, thắng tốt. Vậy vẫn băn khoăn câu chuyện này thì vậy mất ở đâu? Thì thị trường nó có một cái xu hướng, tức là trong ngắn hạn thì nó như vậy, nhưng mà về mặt dài hạn á, thì nó sẽ có những cái đợt diễn biến bất thường. Ngay cả trong cái giai đoạn tăng thì nó sẽ có những cái diễn biến bất thường, và chính những cái bất thường đó nó sẽ đòi lại tất cả những cái thành quả. Thực tế nó đã chứng minh điều đó, chứ không phải là chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Nó đã trải qua hàng chục, vài chục năm trên thị trường tài chính toàn cầu và thị trường chứng khoán Việt Nam, thì nó sẽ đòi lại anh chị và bạn. Chứng khoán được ví như là một người, tức là một cái thực thể mà nó có thể phình to hoặc có thể xẹp lại. Mỗi khi mà thị trường chứng khoán phình to thì nó sẽ chia cái món quà lợi tức đều cho tất cả mọi người. Và lúc đó thì mỗi người tham gia, mỗi thành phần tham gia đều sẽ được ít được nhiều, tức là quà được phân phát giống như là ngày Noel, ông già Noel đi phát quà cho các cháu, thì mỗi người sẽ được một phần, dù ít nhiều tùy vào cái năng lực của mỗi người. Nhưng mà khi mà thị trường chứng khoán gọi là thu hẹp trở lại, tức là nhỏ lại, hoặc là có những cái đợt biến động bất thường, thì nó sẽ đòi lại bất kỳ những ai đang tham gia trên thị trường, mà không loại trừ bất kỳ ai cả. Nó đòi lại rất là khốc liệt. Đi lên thì bằng thang bộ, mà đi xuống thì bằng thang máy. Câu này thì ai cũng biết rồi. Do đó cả ngay trong một cái khoảng thời điểm ngắn như vậy thôi, nó có thể lấy hết tất cả mọi thứ, mọi thành quả, thậm chí lấy nhiều hơn những gì mà nó đã cho thị trường. Và chúng ta vì một vài yếu tố liên quan đến cái tâm lý hành vi của chúng ta, quản lý cái tâm lý hành vi của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị mắc một cái lỗi. Đó là cái lỗi gọi là tham gia trong cái giai đoạn thị trường tăng, thì chúng ta chỉ được hưởng một đoạn ngắn. Nhưng mà khi mà chúng ta gọi là bị dính phải những cái thương vụ mà gọi là thua lỗ, thì chúng ta lại hướng chọn, thậm chí là hướng nhiều hơn so với những gì mà chúng ta kiếm được, tức là chúng ta mất lại nhiều hơn những gì chúng ta kiếm được. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái tỷ lệ nó là như vậy. Nhiều người vẫn cứ tham gia, vẫn cứ thích tham gia, là bởi vì nó có cái thành quả, ai cũng muốn tranh giành cái thành quả cao nhất trên thị trường. Và trong cái loạt video sắp tới thì Thắng hy vọng rằng Thắng sẽ làm rõ từng cái góc của thị trường, như là một cái ký sự của thị trường đầu tư trong các cái lĩnh vực đầu tư, tham khảo những cái trải nghiệm của Thắng đã từng trải qua, như là cái góc nhìn chuyên sâu liên quan đến phân tích những cái điểm mấu chốt về mặt cơ bản của thị trường, để chúng ta nắm rõ hơn, vững hơn trong cái việc hiểu thị trường. Nhiều người sẽ băn khoăn là vậy thì tăng trong một cái khoảng thời gian dài, nhiều kênh, đặc biệt là kênh chứng khoán thì tăng trong khoảng thời gian dài, thì khi mà tính tỷ lệ tăng thì nó vẫn tăng như vậy, nhưng cái phần mà hoa lợi nó đi đâu hết, đúng không ạ? Anh chị và bạn sẽ bắt đầu băn khoăn là sẽ hơi vướng vào một cái điểm, đó là hoa lợi nó sẽ đi đâu. Thì cái hoa lợi mà chúng ta thấy được trên thị trường á, thì nó phần lớn cái phần tăng thêm của thị trường nhờ vào việc tăng trưởng của các doanh nghiệp cũng như là tăng trưởng chung của thị trường, nó đều đi vào cái bộ phận trung gian này. Nó đi vào bộ phận trung gian, tức là thị trường hiện nay thì nó có những cái bộ phận trung gian gồm có các công ty chứng khoán, các công ty là phục vụ các cái dịch vụ trên thị trường. Ngay cả ví dụ như là một phần cái hoa lợi nó cũng hướng tới những người làm cộng đồng như Thắng. Đấy, ví dụ thế. Phần lớn thì nó vào tay những cái doanh nghiệp mà phát hành thêm cổ phiếu. Doanh nghiệp nó chiếm khoảng 70% cái hoa lợi. Ví dụ như là cách đây khoảng tầm 10 năm về trước thì ví dụ Hòa Phát nó nằm ở đâu đó khoảng tầm 6 đến 700 triệu cổ phần thôi. Nhưng bây giờ thì Hòa Phát nó đã lên tới hàng tỷ, thậm chí vài tỷ cổ phần. Ví dụ thế. Thì cái lượng mà tiền mà trên thị trường mà cái phần tăng trưởng đó nó không mất đi đâu cả. Nó chuyển hóa từ gọi là từ dạng này ra dạng khác, từ túi của bộ phận này sang cái bộ phận khác. Và như vậy là nó chuyển hóa dần, nó dịch chuyển về túi của các cái doanh nghiệp phát hành. Nó túi doanh nghiệp phát hành, nó chiếm khoảng 70% hoa lợi. Tức là 70% cái hoa lợi, tức là cái phần mà cái tính trung bình trong cái khoảng thời gian dài thị trường nó vẫn tăng trưởng đều. Ví dụ như thị trường chứng khoán Mỹ thì 10 năm 2009 đến năm 2020 thị trường tăng từ 7.000 đến hơn 30.000 trên chỉ số công nghiệp Dow Jones.
Thì chứng khoán Việt Nam cũng vậy, từ năm 2009 đến nay, nếu tính trên cái khoảng thời gian dài thì thị trường cũng tăng từ 235 điểm mà hiện nay thì nó đang nằm ở khoảng 1.200 cho khoảng 10 năm. Thì chúng ta thấy rõ ràng là thị trường tăng. Hoặc là đi sâu vào trong lòng các doanh nghiệp thì có rất là nhiều những doanh nghiệp tăng 4-5 lần. Thì vậy cái hoa lợi đó nó đi đâu hết? Thì nó đi vào những cái chỗ mà phình to ra của những doanh nghiệp mới niêm yết, hoặc là những cái doanh nghiệp đã niêm yết nhưng mà phát hành thêm. Thì cái phần này là tiền nó đổ về đây rất là lớn, rất là nhiều. Đó là một phần tiền. Phần thứ hai là nó sẽ về tay của các cái doanh nghiệp trung gian. Bởi vì để có thị trường, để có cái sự tồn tại của thị trường thì chúng ta không khó để cần thiết có một cái câu chuyện nó là một cái dòng tiền, một cái lượng tiền đổ về các công ty phục vụ trên thị trường, ví dụ công ty chứng khoán, ví dụ như các quỹ đầu tư đóng vai trò là đầu tư chung dài hạn, nó cũng có một cái phần hoa lợi. Cái phần hoa lợi này đổ về đó là cái phần chi phí cố định của các doanh nghiệp này. Rồi ủy ban chứng khoán cũng thu một phần phí thuế của nhà nước, và dù anh chị thắng hay thua, đầu tư có lời hay lỗ thì phí anh chị vẫn phải đóng, thuế vẫn phải đóng. Các cái giá trị mất mát, gọi là cái phần chiết khấu của phần tăng trưởng của thị trường mà còn lại sau khi mà 70% đã thuộc về các doanh nghiệp trên thị trường thì 30% nó chảy về đó khoảng gần như là 25-30% luôn về các cái bộ phận trung gian, người môi giới, người tư vấn, đơn vị phát hành sách chẳng hạn, bán sách các cái công cụ trên thị trường tài chính, hoặc là những người làm YouTuber như Thắng về lĩnh vực tài chính chẳng hạn, thì cũng có tháng thu nhập thêm 10-15 triệu. Vì tôi lấy ví dụ cụ thể như thế thì ở đâu ra cái nguồn thu nhập đó, thì nó đều từ thị trường mà nó ra, từ cái phần hoa lợi của thị trường nó ra. Thì cái đó cũng là cái anh chị và các bạn cần phải lưu ý rất là kỹ cái vấn đề này. Như vậy là nếu nói như vậy thì gần như là 100% cái phần mà tăng thêm của thị trường, cái hoa lợi của thị trường tăng thêm á, thì nó đã đi vào những cái bộ phận trung gian hết rồi. Vậy thì cái thành công của những người mà có trong cái tỷ lệ 5% thành công á, thì nó ở đâu mà ra? Thế với anh chị và bạn là nó nằm ở 95% những người thua lỗ. Vậy thì cái phần đây là chúng ta chia như vậy để cho nó dễ hiểu, thì tất nhiên là 5% này thì cũng có thể là một phần là từ cái hoa lợi mà tăng trưởng của thị trường chuyển sang cho những người thành công, còn những người thua lỗ thì lại đổ về cho những người bộ phận trung gian, hoặc là 70% của các cái doanh nghiệp mới niêm yết, hoặc là những cái phần doanh nghiệp mà phát hành thêm, bán giấy lấy tiền. Thì có thể như thế nào cũng được, tùy anh chị và các bạn phân loại. Nhưng mà chúng ta cứ tạm phân loại là như thế cho nó dễ, là 95% thua lỗ thì sẽ về túi của 5% thành công. Như vậy là chúng ta sẽ thấy được một cái thực tế nó diễn ra là sẽ là cái câu chuyện nó là gì? Đó là tiền của túi người này thì bỏ túi người kia. Thì chúng ta nếu muốn thành công trong lĩnh vực đầu tư tài chính thì chúng ta phải đứng ở trong cái top 5% của những người mà có thể lấy được tiền của người khác, chứ nó không ở đâu mà ra cả. Như khi mà chúng ta hiểu được cái gốc rễ bản chất của cái sự việc nó là như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là cái sự thật đó nó diễn ra khốc liệt như thế. Thị trường tài chính nó không phải là nơi để chúng ta dễ dàng kiếm được cái đồng tiền dài hạn, bởi vì là nó khó. Nên cái mức mà trung bình mà lợi tức của một cái quỹ đầu tư đủ lớn, đủ dài trên thị trường, ví dụ như quỹ đầu tư của tỷ phú Warren Buffett, công ty Berkshire Hathaway á, thì nó cũng chỉ nằm ở 20-25% thôi. Mặc dù chúng ta có thể nhìn thấy một cái thực tại đó là thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng tốt hơn cả thị trường chứng khoán Việt Nam trong cả cái chu kỳ 10 năm vừa qua. Bởi vì mức tăng và rất đều trên biểu đồ chứng khoán, cả chỉ số S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, nó đều tăng rất là đều theo một cái đường dốc lên, và có những cái biến động rất là nhỏ trong cả khoảng thời gian 10 năm. Còn thị trường Việt Nam thì nói chung là biến động rất là bất thường. 2009 thì giảm xuống còn 235, tăng về 630, giảm về 350, sau đó đi ngang từ 350 tới vùng khoảng tầm 600 trong từ năm 2010 tới tận năm 2014, và bắt đầu tăng tốc từ 2014 từ vùng 600 lên 1.200. Rất là bất thường luôn, nhìn biểu đồ chứng khoán Việt Nam thì bất thường. Thì thế giới mà tăng tốt và tích cực như vậy, trong khi đấy là tính trung bình cái lợi tức của các cái quỹ đầu tư lớn nhất và là được phong là huyền thoại thì nó cũng nằm ở 20-25% thôi. Đấy. Thế thì chúng ta thấy được rằng là
là nó rất khó chứ không hề dễ một chút nào. Nên nó không phải là cái nơi để chúng ta dễ dàng kiếm tiền đâu. Và bản chất thực sự nó là nó đang diễn ra như vậy. Chúng ta kiếm được trên thị trường, kiếm được cái lợi tức trên thị trường thì cũng nhờ vào, phần lớn là nhờ vào những cái đồng tiền mà những người khác đã bị mất trên thị trường. Đó là thực tế nó đang diễn ra như vậy. Nó đang diễn ra như vậy. Chúng ta phải phải đối mặt với cái sự thật nó là như vậy. Riêng trong lĩnh vực đầu tư tài chính chứng khoán thì nó vẫn tồn tại như thế mãi nhiều năm như vậy rồi, nên chúng ta phải nắm và biết như thế để chúng ta lường trước được những cái câu chuyện mà rất có thể do chúng ta hiểu không đúng sự việc dễ dẫn đến những cái việc đó là chúng ta lún sâu vào thị trường và cái kết cuối cùng thì chúng ta thua lỗ nhiều, và rồi chúng ta lại có một cái ước mơ rất là ước gì không biết cái kênh đầu tư này, không tham gia trong cái lĩnh vực này. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là nhiều người thì sẽ băn khoăn là liệu cái câu chuyện mà trong đánh bạc á, người ta hay nói một cái câu đó là bạc già thì không bằng gà son, mà gà son thì không bằng ăn non đi về. Thì trong số những cái người mà nằm trong cái tỷ lệ 5% thành công á, thì có những người gần như không biết gì, mà vì may mắn thì họ tham gia thị trường và họ đóng đúng vai trò của cái người mà là ăn non đi về. Tức là họ kiếm được một cái trong cái giai đoạn ví dụ như năm nay chẳng hạn 2020, họ kiếm được một cái xe cho trong thị trường, sau đấy họ rút ra khỏi thị trường và mua cái xe và không chơi nữa, thì đó là những người chắc chắn thành công. Chắc chắn thành công trong một cái lĩnh vực mà dùng chứng khoán để ví với lại đánh lô đánh đề thì nó không hợp lý lắm, nhưng mà vì là nó khá là phổ biến nên là chúng tôi dùng để ví dụ để anh chị thấy là cái người làm chủ lô chủ đề ấy, người ta sợ nhất là sợ cái người mà đem cái phần tiền lời mà đi xây nhà xây cửa, mua trang thiết bị trong nhà, hoặc thậm chí là sợ nhất là cái trường hợp đó là dùng cái tiền lời đấy mà đi xây mộ tổ. Thì cái này đúng là ý muốn nói rằng là cái tiền lời mà đã được đem vào dùng cho một cái việc gọi là không thể thay đổi được nữa thì chắc chắn là đó là tiền lời. Nên là những tay chủ đơ lô chủ đề họ sợ nhất những người này. Thì trong thị trường tài chính nó cũng vậy thôi. Những người mà có lời đầu tư vì một lý do gì đó mà kiếm được lợi nhuận trên thị trường, mà đem quy đổi nó thành tài sản, quy đổi nó thành những cái vật dụng của mình không thể thay đổi được nữa, thì chắc chắn những người đó là những người sẽ thành công. Và hiểu được cái câu chuyện đó thì chúng ta sẽ biết được cân nhắc để kiểm soát các cái quá trình đầu tư, cái tâm lý đầu tư, và hiểu được gốc rễ của các vấn đề mà sau này nếu chúng ta có gặp phải những cái biến cố trong thị trường. Những người cam kết gắn bó thị trường lâu dài mà gặp phải vài biến cố thì cũng có nhờ đó hiểu được mà có thể gọi là kiên gan bền chí hơn để tìm cái giải pháp cho cái câu chuyện là làm thế nào để chúng ta đứng ở trong cái danh sách những 5% những người mà thành công như thị trường tài chính. Còn về hai cái kênh mà đầu tư vàng và đầu tư bất động sản thì như đầu video tháng nào nói rồi, nó có tỷ lệ thành công cao hơn. Lý do là bởi vì là cái mức độ tăng giá của hai kênh đầu tư này thì nó cao hơn rất là nhiều. Nó cao hơn rất là nhiều thì ví dụ như ở Việt Nam thôi, ta lấy Việt Nam cho chúng ta dễ hiểu, trong 30 năm qua thì trung bình thì từ năm 1990 tới năm 2020, 30 năm qua thì mỗi năm thị trường bất động sản của chúng ta tăng thêm là 100% nếu tính trung bình. Tất nhiên là vài năm trong số đó thì tăng rất mạnh, và vài năm trong số đó thì không tăng mà có suy giảm. Nhưng mà tính trung bình từ những năm 1990 bắt đầu có hình thành cái thị trường bất động sản Việt Nam tới nay thì mức gia tăng của giá là 30 lần. Tức là ví dụ như ngày xưa một miếng đất có cái giá là 1 triệu đồng trên 1 mét vuông thì bây giờ cũng miếng đất đó thì sau 30 năm thì nó có giá từ 30 triệu đến 35 triệu đồng trên 1 mét vuông. Thế đó là thực tế nó đang diễn ra. Xu hướng dài như vậy thì thấy được rằng là cái mức độ tăng giá của bất động sản là rất cao, nên phần lớn những người tham gia thị trường bất động sản thì đều thành công. Và không chỉ những người tham gia thông thường theo kiểu là mua cái nhà để ở, mua miếng đất để dùng, mà ngay cả các doanh nghiệp kinh doanh trong các cái lĩnh vực khác khi thành công cũng đều muốn tham gia thị trường bất động sản, là bởi vì nguyên nhân là nó nằm ở chỗ này. Đó là ngay cả ví dụ như Tân Hiệp Phát khi mà có nhiều tiền rồi cũng muốn tham gia, Hòa Phát cũng muốn tham gia bất động sản, Hoa Sen cũng muốn tham gia bất động sản, Vinamilk cũng muốn tham gia bất động sản bằng việc là bỏ tiền ra để mua những các nông trường lớn, nông trại lớn. Rồi Masan cũng tham gia bất động sản. Rất là nhiều các doanh nghiệp trên thị trường đều tham gia bất động sản bằng hình thức này, hình thức kia. Có người thì mua đất trữ đó để sau này phát triển làm dự án. Có những đơn vị thì mua đất để làm nông nghiệp sạch và để hưởng được cái lợi ích của cái chế độ ưu đãi của lĩnh vực nông nghiệp. Có đơn vị thì mua đất để làm trang trại, làm nông trường như Vinamilk chẳng hạn.
hoặc là có một vài trong số đó thì trực tiếp mua đất để kinh doanh luôn, ví dụ như Hòa Phát, Hoa Sen chẳng hạn, Hòa Bình chẳng hạn. Và phần lớn các doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam đều có khuynh hướng là sẽ quay lại với bất động sản. Có một cái câu nói kinh điển mà nhiều nhà đầu tư sau khi đã đủ trải nghiệm trên thị trường, kinh nghiệm dài trong các lĩnh vực đầu tư, thì nói trắng phớ ra rằng là nền kinh tế Việt Nam thì chả có cái vẹo gì ngoài bất động sản cả. Phần lớn các cái hoạt động kinh doanh ở ngoài kia, ngoại trừ một số cái lĩnh vực liên quan đến đồ nhu yếu phẩm, phục vụ hàng ngày, lương thực thực phẩm, thì còn lại thì phần lớn là phục vụ cho ngành bất động sản, thì sắt thép, tôn, thép, xi măng, vật liệu xây dựng, các công ty về thiết kế xây dựng, xây lắp đều là phục vụ cho bất động sản. Vậy nên chúng ta đều xoay quanh cái lĩnh vực bất động sản cả, nên không phải vô lý mà lĩnh vực bất động sản đóng vai trò nòng cốt và trụ cột, và nó có tỷ lệ thành công cao. Nên là những người mà có tiền, ngay cả như là admin hoặc là rất là nhiều những người thành công trên thị trường chứng khoán, có nhiều kinh nghiệm khi mà kiếm được lợi tức trong khoảng thời gian ngắn, hiểu được cái bản chất của thị trường là rất là khốc liệt, thì họ đã chuyển hóa thành bất động sản. Ví dụ như admin đã chuyển hóa thành vài miếng đất hoặc là vài căn chung cư, và nó rất là bảo tồn ở đấy, nó gần như là không mất giá. Và tên là mình đứng tên, hoặc là anh chị em nhà mình đứng tên trong cái tài sản của mình, tức là mình có quyền toàn quyền quyết định trên cái giá trị tài sản của mình. Thực tế nó là đang như vậy, vàng cũng vậy, nó tính tương đương và nó giống y với cái tỷ lệ tăng của thị trường gọi là bất động sản. Khi chúng ta quy đổi, hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái giải pháp là ví dụ như là 400 đô cho gì ạ, cho năm 2000, thì sau 20 năm thì vàng nó cũng đã chạm cái mốc đó, là gọi là hơn 2000 đô trên một ounce. Thì từ mức 400 thì nó cũng tăng 5 lần. Nhưng mà nếu quy đổi ra bất động sản á, thì nó cũng có tính tương đương khá là cao. Tất nhiên là nó không bằng bất động sản đâu anh chị bạn, bởi vì vàng thực tế nó không được coi là cái đầu tư, mà nó là cái hầm trú ẩn trong những cái giai đoạn mà nó tăng bất thường, trong những cái giai đoạn mà gọi là có nhiều rủi ro, và nó bảo toàn là cái lạm phát thôi. Thay vì ví dụ mỗi năm chúng ta nếu để tiền mặt thì chúng ta gần như không được gì, theo kiểu là ví dụ như chúng ta có gửi ngân hàng được 4-5%, trong khi đấy lạm phát của chúng ta cũng 4-5%, chúng ta trả được cái gì cả, hòa làng, và đồng tiền của chúng ta thì càng ngày càng mất giá. Chúng ta để ví dụ như 100 triệu ngày xưa năm 2000 chẳng hạn, thì đến nay 100 triệu của chúng ta thì gần như là không có giá trị gì nhiều, khó có thể mua được các cái tài sản, đặc biệt là mua được bất động sản, khó lắm. Nên chúng ta cần lưu ý cái điểm này. Vậy thì khi mà lựa chọn cái đầu tư á, với những người chuyên mà thực sự mà muốn thành công lớn và có những cái chuyên môn cao trong lĩnh vực tài chính, hiểu biết sâu sắc, thì chúng ta nên lựa chọn những cái kênh mới nên lựa chọn những cái kênh mà có cái tỷ lệ gọi là thành công thấp, để bởi vì tỷ lệ thành công thấp mà thành công được thì nó rất cao. Còn lại là những người không chuyên thì một lời khuyên chân tình là chúng ta nên tìm và lựa chọn những cái kênh đầu tư có cái tỷ lệ thành công cao. Tỷ lệ thành công cao thì chúng ta dễ dàng hơn trong cái câu chuyện đó là chúng ta lọt vào những cái top của những người thành công. Bất động sản là một trong những kênh mà nó khá phổ biến, chúng ta nên lựa chọn nó. Chọn nó, cái thời điểm lựa chọn nó, và nếu đi đường trường thì chúng ta nên chọn nó. Vàng cũng vậy, trong những thời điểm bất ổn thì chúng ta nên lựa chọn, bởi vì vàng nó thuộc sở hữu chúng ta, và để lâu dài, tích để ống theo cái kiểu như là ví dụ như chúng ta muốn chỉ dịch chuyển về bất động sản, nhưng mà vì chúng ta không có đủ lượng tiền để có thể mua được một miếng đất vài 300 triệu, trong khi chúng ta chỉ có thể tiết kiệm hàng tháng được một vài 30 triệu đồng, thì chúng ta hoàn toàn có thể tích lũy vàng bỏ ống, sau đấy khi nào đủ thì chúng ta chuyển nó thành bất động sản và để lâu dài. Thì bất động sản thì về khuynh hướng dài hạn thì nói trắng ra là thực tế nó là như vậy, nó diễn ra như vậy. Hoặc không nữa thì chúng ta hãy tìm cái giải pháp để có thể để tích lũy được, để dành được, để có thể chuyển hóa từ việc mua một cái sản phẩm bất động sản giá nhỏ, giá thấp ở cái vùng xa, sau đấy dịch chuyển dần về trung tâm. Cái này là rất là phải trải nghiệm sâu sắc thì anh chị và các bạn mới hiểu hết được những gì Thắng chia sẻ. Còn lại thì các kênh đầu tư mà có cái tỷ lệ thành công thấp á, thì có giải pháp nào để chúng ta đứng vào top những cái người đó không? Thực tế là rất nhiều người tham gia sau khi mà thất bại rồi thì sẽ luôn luôn đặt ra những câu hỏi theo cái cách như thế, tìm kiếm cái giải pháp nào để cho nó có thể đặt chân vào cái top những người thành công. Thì có chứ không phải không, nhưng nó là một cái quá trình gọi là học tập, rèn luyện và thực hành trong một khoảng thời gian dài thì chúng ta mới tạo ra được. Trong cái loạt video hàng tuần chúng ta sẽ có một video thôi, có thể bất kỳ một ngày nào trên tổ chức trong tuần trên kênh chúng ta sẽ dần sắp tới thì sẽ số lượng video nó sẽ ít hơn, và mỗi video thì nó có độ dài hơn rất là nhiều, nó sẽ bao hàm rất là nhiều kiến thức
cũng như là những cái nghiên cứu chuyên sâu về thị trường, các kênh đầu tư, để anh chị và các bạn có thể tham khảo cái cách thức, cái phương pháp. Có thể nói rằng là với những cái trải nghiệm sau khoảng 13, 14 năm tham gia thị trường chứng khoán, chính xác là tháng tham gia từ năm 2009 thì đến nay là nó bắt đầu là bước sang năm thứ 11, năm thứ 12, thì chúng Thắng cũng đã có rất là nhiều những trải nghiệm, những kinh nghiệm trên thị trường. Và kinh nghiệm thì người ta gọi là giác ngộ. Giác ngộ là kinh nghiệm của cá nhân thì không thể giải bày, nhưng Thắng sẽ đã cố gắng dùng những cái ngôn từ dễ hiểu nhất để có thể giải bày cho anh chị và các bạn. Coi như đó là những cái cuốn nhật ký, cái ký sự mà Thắng tập hợp, tổng hợp lại, trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn những cái mà Thắng đã giác ngộ ra được, những cái mà gọi là Thắng có thể giải bày cho anh chị và các bạn xem, nghe và ghi lại cái cuốn nhật ký của quá trình gọi là trải nghiệm của mình trong lĩnh vực đầu tư. Chỗ nào còn thiếu, còn khiếm khuyết thì anh chị và các bạn bổ sung. Tuy vậy thì Thắng sẽ cố gắng và sẽ ra mắt và ra đời những cái video, những loạt video trong thời gian sắp tới thì nó chất lượng hơn, và nó đi đúng vào bản chất của thị trường hơn. Nó không phải là loay hoay với những câu chuyện của giá, nó không phải là loay hoay với những cái giải pháp ví dụ như là phân tích cái này, phân tích cái kia, mà chúng ta một câu nói kinh điển mà cuối video này Thắng muốn chốt lại với anh chị và các bạn, để anh chị và các bạn nên lưu tâm rằng là đó mới là bản chất của sự việc. Đó chính là để chúng ta có thể thành công thì chúng ta nên tìm kiếm hoặc là nghiên cứu hoặc là trải nghiệm các cái giải pháp làm thế nào để giảm thiểu những cái đợt thất bại, những cái đợt thua lỗ, những cái thương vụ đầu tư không thành công. Khi chúng ta loại trừ, gạt bỏ được những cái thương vụ đầu tư không thành công, nắm bắt và trải nghiệm và gạt là hạn chế những cái thương vụ không thành công càng nhiều, và gần như chúng ta không vướng phải những cái thương vụ không thành công nữa, thì chắc chắn tự nhiên thì chúng ta sẽ thành công. Và hy vọng là quá trình mà gọi là đầu tư trong cái trạng thái hạnh phúc, hiểu đúng, hiểu sâu sắc cái bản chất của thị trường, thì anh chị và các bạn có thể từ đó rút ra cho một cái bài học gì đó cho mình và tìm ra được cái giải pháp cho riêng mình. Chắc chắn Thắng hứa rằng là sẽ trải nghiệm hết, đưa ra hết những cái giải bày về những cái trải nghiệm, những cái giác ngộ của mình trong quá trình đầu tư trong suốt 10 năm vừa qua, giúp ích cho anh chị và các bạn được phần nào đó trong cái hiểu biết, để chúng ta phần nào có thể đầu tư ngày càng thành công, thắng lợi hơn. Chúc anh chị và các bạn làm việc nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc anh chị và các bạn luôn luôn gặt hái được những cái thành công và luôn luôn cảm thấy trạng thái tinh thần vui vẻ. Chúc anh chị và các bạn sức khỏe. Chúc anh chị và các bạn cùng gia đình luôn có nhiều niềm vui. Và nếu thấy hữu ích thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể hỗ trợ Thắng bằng việc là để lại cho Thắng một cái cảm nhận dưới video này, những cái thắc mắc, những cái trải nghiệm hoặc là những cái trải nghiệm riêng của anh chị và các bạn. Nếu được thì anh chị và các bạn có thể bớt chút thời gian chia sẻ video này tới nhiều người hơn. Và nếu được nữa thì anh chị và các bạn có thể gọi là tham gia vào cái nhóm gọi là hội viên ủng hộ, mời Thắng cà phê bằng việc tham gia vào cái nhóm của chúng ta để có thể cùng đồng hành với Lê Văn Thắng, đồng hành với kênh của chúng ta lâu dài hơn, giúp ích cho Thắng có thêm kinh phí để có thể phục vụ quý anh chị và các bạn ngày càng tốt hơn. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.